Xin chào các bạn, Tiun muốn hướng dẫn các bạn tập cho rái cá con đi vệ sinh từ nhỏ, để lớn lên rái cá không phóng uế bừa bãi lung tung. Thì như các bạn cũng thấy, cứ lấy miếng giấy mỏng, khều nhẹ vào bộ phận đi vệ sinh của rái cá và nói câu khẩu lệnh gì đó. Để tập cho rái cá quen từ nhỏ là em ấy sẽ hiểu ý và đi vệ sinh đúng nơi đúng chỗ. Tiun giải cứu được rất nhiều bé rái cá hôm nay, nên chắc cho đi vệ sinh xong là đầy nguyên cái bao rác. Mục đích làm video này cho các bạn xem vì Tiun biết có rất nhiều bạn thích nuôi rái cá. Và dù cho Tiun có cố gắng tìm cách giải cứu rái cá thả về thiên nhiên cỡ nào đi chăng nữa thì Tiun cũng chỉ cứu được những con rái cá có duyên với mình mà thôi. Còn các bạn cũng vậy, nếu có duyên với rái cá thì các bạn cũng sẽ có được nó. Tình hình săn trộm và buôn lậu nước ngoài ngày càng nhiều, cộng thêm môi trường sống ngoài thiên nhiên của rái cá bị hủy hoại, nên ai nuôi được rái cá thì cứ nuôi mà bảo tồn thú quý hiếm cho quốc gia Việt Nam. Hoặc cứ làm clip đăng lên mạng giống Tiun để quốc tế họ còn biết rái cá là loài thú quý hiếm của Việt Nam, chứ để người Trung Quốc qua đây thu mua hết rái cá đem về nước họ, rồi họ làm clip tung lên mạng để cho thế giới cứ tưởng rằng họ thương yêu loài vật, họ tốt bụng, thiên nhiên của họ phong phú. Nhưng thật ra đất nước họ chỉ còn 20% là chưa bị ô nhiễm môi trường thôi. Còn thú của họ toàn mua bắt từ những nước lân cận. Người Việt Nam của mình thiệt là dở luôn đó. Nếu mà nhà nước cho nuôi rái cá như thú cưng, rồi quốc tế yêu thích rái cá Việt Nam, chắc chắn người ta sẽ đổ tiền đầu tư cho Việt Nam để bảo vệ môi trường. Nội, mình lấy cái tiền đó cũng đủ làm giàu cho đất nước, chứ không cần cho mấy cái nhà máy xí nghiệp nước ngoài qua đây hủy hoại thiên nhiên môi trường Việt Nam. Đến lúc đất nước chúng ta chỉ còn là bãi thay ma của muôn loài vật, thì người dân Việt Nam cũng trở thành nô lệ của nước khác, và quốc tế chắc chắn không ai giang tay ra cứu chúng ta. Như Mông Cổ bị chính phủ Trung Quốc đàn áp là một bài học điển hình. Tiêu nói ra để các bạn thấy tầm quan trọng của động vật còn hơn cả vật chất. Nếu ai nhận ra điều này thì giúp Tiun bảo vệ thú quý hiếm cho tổ quốc. Chứ Tiun không phải là kẻ phản động, kêu gọi mọi người làm việc xấu. Hãy ủng hộ Tiun trở thành nhà vận động môi trường cho Việt Nam nhé.